Chào các bạn, mình là Xuân Mai. Bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món chuối nướng nếp. Mình sẽ làm ba màu: màu trắng tự nhiên của nếp, màu xanh của lá dứa và màu tím của lá cẩm đây. Mình có hai nải chuối chín ngon quá. Rồi mình làm chuối nướng nếp. Bây giờ mình sẽ đi đổ nếp ra, mình vo để mà mình để ráo đặng hồi nữa mình xào. Bốn tiếng đồng hồ rồi đây. Bây giờ mình sẽ đổ ra để mình vo cho sạch lại và mình để cho nó ráo nước, để hồi nữa mình nạo dừa mình sôi đây. Nên mình đã ngâm 4 tiếng rồi đó. Cái này là màu xanh lá dứa. Rồi mình để cho nó ráo nước, mình vắt dừa để mình xào rồi mình sôi rồi mình mới nướng được. Mình màu trắng đây. Lá cẩm đó. Giờ mình ra đây mình cắt lá dứa để mình cuốn vô cho bánh nó thơm, với lại mình chọc lá để mà gói bánh này, nướng chuối nướng. Gập cái đây đi rồi cái mình đem về bánh mình phơi rồi mình lau. Vừa tơ đó con. Mình rửa lá dứa về để hồi nữa mình cuốn vô cái trái chuối cho nó thơm. Rồi bây giờ mình nạo dừa để mà mình xào nếp này nha. Xào nếp sau khi nếp đó. Mình lột chuối để mà mình ướp đây cho nó thấm nó ngon. Mình ướp là chỉ ướp có một một chút muối và một chút đường vậy thôi, chứ không có ướp nhiều, để cho nó trái chuối nó đậm đà thêm. Với mình ướp vậy thì nữa mình nướng lên cái thịt trái chuối nó sẽ đỏ, nó ngon lắm. Thay vì mình nấu cơm nếp rồi cái này mình xôi vậy đó.
mình xôi chứ mình không có nấu. Mình xào nước cốt dừa cho rút vô nếp hết rồi bắt đầu mình mới xôi. Chuối này chuối xim đen thật là ngon luôn. Nó già chín bói rồi mình mới đốn đây. Mình đã lột chuối rồi, bây giờ mình sẽ ướp vô chuối này một khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt vào đây. Và một muỗng đường vậy để mà chuối cho nó thấm để mà nó đậm đà hơn. Nữa mình nướng trái chuối nó sẽ đỏ hơn. Chứ mình để trái chuối không thì nướng trái chuối nó không có ngon bằng mình ướp như vậy. Rồi, trong thời gian để cho chuối nó thấm thì bây giờ mình sẽ đi vắt nước cốt dừa và nước dẻo dừa để mình đi xào nếp. Và để mình thắng nước cốt ăn luôn nữa. Trước khi mình xào nếp thì mình bắt cái nồi này lên để cho nước nó sôi để mình xào nếp nó rút nước dừa hết rồi là bắt đầu mình để qua mình hấp liền. Vậy thì nếp nó sẽ rút nước cốt dừa nó ngon hơn. Thành ra trước khi mình xào thì mình bắt cái nồi nước sôi sẵn ở bên này. Mình sẽ múc nước dảo dừa đây. Mình để vô đây để mà mình bắt lên mình thắng mình xào nếp để mà mình hấp sôi á. Mình sẽ dằn vô một miếng muối. Dằn muối chứ không có dằn đường. Đó. Rồi. Nếp đã sôi lên về đây. Nước đã sôi lên về. Bây giờ mình sẽ để nếp vô. Trước tiên mình xào nếp màu trắng. Mình xào cho tới nếp nó rút hết nước dừa này đây. Mình mới xúc vô trong cái sỉnh để mà mình xôi. Nước lớn lên. Xào chừng nào mà cho nếp nó rút hết nước dừa này á, mình mới xúc ra. Oh.
Rồi, bây giờ nếp nó đã rút rồi đây. Bây giờ mình sẽ xúc vô đây để mình để đây mình bắt nước bên kia rồi đó, để mình sôi đó. Thay vì mình nấu cơm nếp thì mình không nấu, còn cái này mình sôi đó. Nước dừa nó cũng đã sôi, mình sẽ để cái màu xanh lá dứa vô mình xào đây. Để cái lá cảnh vô đây, nếp lá cảnh vô đây. Tím nó cảnh thiệt là đẹp luôn. Mình lấy cái khăn này mình đậy lại, mình đậy nó lại vào đây. Rồi nước nó đã sôi rồi đó, bây giờ mình sẽ bắt lên mình hấp luôn. Nước đã sâu rồi đó. Trong khi hấp này thì mình chậm lửa lớn luôn. Mình xé lá để hồi nữa mình gói chuối nướng á. Ngoại gì ra? Ngoại mua bột này rửa xong. Mình lau hết hai mặt rồi đây, phải hồi nữa mình quấn trái chuối vô mình nướng. Bây giờ mình còn lửa đây, mình bắt lên mình thắng nước cốt luôn, thắng nước cốt dừa để ăn luôn. Mình đã ngâm bột bán rồi, bây giờ bột bán mình sẽ để vô lúc đầu, ngay lúc đầu luôn. Mình dằn nửa chót muỗng cà phê, nửa chót muỗng cà phê muối rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ một giá đường. Giờ mình để nước cốt dừa vô là mình nhắc xuống đó.
cốt dừa thôi, nước hỏng dưới nè, thật là béo, nước cốt dừa với bột bán thật là béo luôn. Cái này là đặc biệt là mình thắng có bột bán về nó ngon, rồi mình mới chẻ cái chuối ra rồi mình chan nước cốt lên rồi mình rắc đậu phộng lên. Nãy giờ mình hấp khoảng gần một tiếng rồi đó, bây giờ chắc cũng đã gần chín rồi đó, để mình mở ra mình thăm thử coi. Ôi, nếp dẻo ngon lắm à. Bây giờ nó đã chín rồi, bây giờ mình nhắc xuống đây. Nhắc xuống rồi bây giờ mình sẽ mở ra dày để cho nó nguội. Rồi mình mới nguội bớt một chút rồi mình mới chét lên chuối mình nữa. Mình cuốn cho chuối. Đó. Thiệt là đẹp luôn, thiệt là dẻo nếp, thiệt là dẻo luôn. Bóp trên cho miếng nếp nó dẻo lại, nó dẻ lại. Nếp cho nó mỏng ra về đây. Mình để trái chuối lên. Có cái lớp bọc vậy đặng cho nó đừng có dính, tại nếp nó dính. Nhờ quấn bịch đầu này bằng lá dưa chuối thì bây giờ mình sẽ thay vô bằng cọng lá dứa để mình nướng cho nó thơm hơn. Rồi mình sẽ thay bằng cọng lá dứa vậy nè để quấn cho nó thơm hơn. Mình dắt như vậy nè để cho nếp nó dẻo, nó có kết dính lại, chứ nếu mình không dắt vậy thì nếp nó sẽ bời rời hơn. Mình dắt, mình bóp vậy thì nếp nó sẽ dẻo, nó sẽ dễ kết dính hơn. Bóp hai đầu lại.
dứa này. Mình quấn dày cộng lá dứa nó sẽ thơm hơn nữa. Khi mình nướng thì nó sẽ thơm mùi lá dứa hơn nữa. Nếp này nó béo tại vì mình nấu với lại nước cốt dừa đó, thành ra nó béo lắm. Nếp nó thiệt là dẻo luôn. Béo bởi vì nó tút luốc với chuối vậy. Thì mình nấu cơm nếp mình sôi nè, mình sôi bằng nước cốt dừa nè, thành ra nó béo, nó tút luốc với chuối nè. Mình chắc mình cộng lá dứa vậy nữa, cái nó thơm lá dứa vậy lắm. Mình nướng cái nó thơm lá dứa. Hay gì mình vắt lá chuối thì giờ mình vắt cộng lá dứa. Cái này trắng tím lộn xộn. Nướng vậy nữa cái lá dứa nó khô rồi, cái này nó cháy cho nó thơm, nó mùi lá dứa nữa. Và mình gói xong rồi bây giờ mình nhúng lửa đây để cho than nó tàn rồi mình mới nướng. Cho than nó tàn hả, tại vì nướng cái này nướng lửa riu riu chứ không có nướng lửa cháy áp. Tại vì chỉ còn trái chuối là nó sống thôi, chứ còn nếp thì mình đã sôi nó chín hết rồi. Cũng tàn tàn rồi, mình sẽ để lên mình nướng đây. Mở lá chuối ra và nướng nếp trong nữa. Cái lớp lá chuối nó đã cháy khô rồi đó, mình lột ra vậy mình cho nó vàng cái nếp, nó giòn cái nếp nó mới ngon nè. Tại vì chuối này phải giòn cái nếp vậy ăn mới ngon. Mình lột cái lớp lá ra rồi đó, lớp lá nó cháy nó lột ra. Cái da nó giòn hết trơn luôn.
Món chuối nướng nếp của mình đã hoàn thành. Các bạn xem thấy thích, hãy đăng ký vào kênh của mình, bấm nút chia sẻ và like dùm. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn các bạn ở video kế tiếp. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Chuối nướng nướng thật là giòn luôn. Đây là chuối nướng cái da thiệt là vàng. Mà nó giòn cái chuối luôn. Màu trắng của nếp thật này, còn đây là màu lá dứa, còn đây là lá cẩm đây. Nướng cái nếp nó giòn luôn. Rồi, mình sẽ rắc lên một miếng đậu phộng nữa đây. Đó. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nha.